Em nghe nè anh. Em đi làm gì chưa? Ăn uống gì chưa? Em đi làm gì rồi, nấu cơm hết luôn rồi. Nhưng mà chưa có ăn, tại vì đợi anh Thủy nó về á, rồi dọn ăn chung luôn mà. Anh ăn gì chưa? Sướng quá. Anh chưa ăn gì hết á, mới uống ly cà phê sáng à. Ước gì có người nấu cơm cho anh ăn. Vậy à? Mà sao á, bạn em nó về rồi kìa. Thôi để gọi anh sau nha. Tôi với anh ta quen biết nhau qua Facebook. Nói thiệt thì từ trước tới giờ tôi cũng có quen một vài người. Chia tay vì đủ lý do hết. Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, gia đình cũng hối thúc. Nên khi anh ta chủ động làm quen á, tôi vui lắm. Cứ nghĩ là mình đã tìm được một người đàn ông thật sự. Chứ đâu có ngờ. Thì có mình ổng á, mà tao thấy trẻ quá nên tao cũng ngại lắm mẹ ơi. Ngại gì mà ngại. Thì hôm bữa đến giờ á, bà nói chuyện với ổng, bà thấy thái độ của ổng như thế nào, thì bà hẹn gặp mặt lần đi để tìm hiểu coi ổng tốt hay xấu, rồi ổng gia cảnh ổng như thế nào, ổng có thật lòng với bà hay không. Ừ thì tôi thấy cũng được, cũng hợp, nói chuyện với nhau cũng rất là hợp. Ổng cũng tình cảm lắm mà cũng biết lo lắng cho tôi nữa. Vậy thì tốt quá rồi, nên gặp mặt, nghe lời tôi, nên đi gặp mặt ổng coi. Nhỏ bạn chung phòng với tôi nói là phải cẩn thận với những người quen qua mạng, phải tìm hiểu thông tin về anh ta trước. Nhưng mà lúc đó tôi gạt đi, tôi nghĩ đơn giản là tôi với anh ta vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, vì vậy là không phải lo gì hết á. Trời đất ơi, tao mà ế hả? Là do mày ở nhà, quỷ sứ. Đi dọn cơm đi. Sao do ta? Thôi thôi, tao đi dọn cơm đi mẹ. Wow, có hoa nữa hả? Sao sao sao, buổi hẹn hò của bà với anh chàng hoàng tử online như thế nào? Ảnh có đẹp trai giống trong hình không? Nói chung là gặp ở ngoài thì tao thấy ổng đẹp trai hơn trong hình đó. Chắc Vậy hả? là do màn ảnh. Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Vậy là mày kết rồi đúng không? Rơi vào lưới ái tình của chàng rồi đúng không? Mà nè, kể chi tiết buổi hẹn hò nè, cho tôi nghe đi. Thì nói chung là rất là dễ thương, ga lăng. Ổng đến trước, ổng đợi tôi. Xong rồi cho quán cà phê, ổng kéo ghế cho tôi ngồi. Rồi khi tôi về á, ổng dắt xe cho tôi nữa. Tôi chạy thiệt là xa rồi quay lại à, bye bye mới chịu đi á. Vậy là tôi hiểu rồi. Vậy là bà thích ổng rồi đúng không? Bà rơi vô bể ái tình rồi bà ơi. Thôi đi. Thôi, thôi, để tôi đi thay đồ. Trời trời trời. Nhìn cái mặt bả kìa. Trời ơi, khoái trai trẻ rồi đó. Trời ơi, mê trai dễ sợ luôn. Em. Tôi nhớ hôm đó là chủ nhật, anh ta hẹn tôi đi cà phê. Theo địa chỉ tôi tới là một công ty. Anh ta nói anh ta đứng sẵn đó rồi. Tại bữa nay á là chủ nhật không có làm việc, mà tại anh ở lại anh tăng ca. Thôi, bây giờ mình đi cà phê đi em. Ha. Ê, em ơi. Ê. Ủa, anh có điện thoại. Em em bị trọng trọng bàn trước đi. Anh nghe điện thoại của sếp anh xong rồi anh vô sau. Thôi để em gửi xe cho anh nghe điện thoại thôi. Vô đây, vô đây, vô đây. Ê ơi. Alo, em nghe sếp ơi. Dạ. Em biết rồi anh. Rồi rồi rồi, đợi em nha. Rồi 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 rồi. Tôi gọi nước mà vẫn chưa thấy anh ta vào. Tôi chạy ra thì không thấy anh ta đâu. Lúc đầu á cứ tưởng là anh ta đi vệ sinh. Tôi bắt đầu điện thoại thì điện thoại khóa máy. Trời ơi, sao gọi không được vậy trời? Chú cho hỏi thăm xíu chú.
À, có gì không chị? À, dạ, à, chú ơi, hồi nãy có một thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh đi cái xe màu trắng đó, đứng ở trước đây á chú. Tôi hơi lo nên liền hỏi bảo vệ giữ xe là ảnh có chạy vô không. Thì bảo vệ nói là anh ta đã chạy đi đâu chứ không có chạy vô gửi xe. Qua hôm sau tôi tới công ty mà tôi đón anh ta hỏi thăm, đưa cho bạn lễ tân xem hình thì được báo là anh ta không phải là nhân viên ở đây. Tất cả cũng tại tôi nhẹ dạ cả tin mà ra, phải chi tôi cẩn thận đề phòng trước người lạ mặt. Ê, tôi tới rồi nè. Xin lỗi nha, tôi lại tới trễ. Tôi á, chuột lỗi cho bà. Bạn sau bánh chén với lại trà tắc nè. Đừng giận nữa nha. Bực mình thiệt chứ. Ủa, tôi đã chuột lỗi với bà rồi, bà còn bực mình gì nữa. Mệt ghê á, tới trễ có tí xíu mà làm cái ghê à. Bữa nay là cuối tuần, đáng lẽ tôi đi chơi với người yêu tôi á, mà tôi bỏ hết, tôi đi qua đây tôi chơi với bà, cho bà đỡ buồn. Giờ bà giận tôi đúng không? Giận tôi đi về. Ê, trời ơi, cái bà này làm cái gì dữ vậy? Không phải là tôi giận bà, mà tôi đang bực mình cái vụ tôi bị lừa nè. Vậy sao bị lừa? Tôi nhớ bình thường là bà cảnh giác lắm hả? Mà bị lừa vụ gì? Thì đây nè, bà nhìn đi. Hôm bữa tôi có đặt hàng trên cái trang thương mại điện tử. Đây là cái thông tin mà hóa đơn điện tử của tôi nè. Còn đây là cái thông tin mà sản phẩm tôi nhận được á. Bà coi thử đi. Ủa, tôi thấy hai cái mã này nó giống nhau mà. Bà so sánh với lại cái hóa đơn điện tử nè, là bà thấy liền chứ gì. Ừ ha, hai cái mã nó đâu có giống nhau đâu ta. Thì bởi vậy tôi mới tức. Vì công việc làm giờ hành chính, tối về còn phải đi dạy thêm, chỉ rảnh mỗi thứ bảy và cả ngày chủ nhật, nhưng lại muốn ở nhà nghỉ ngơi, nên tôi là tín đồ của mua hàng online. Tôi từng nghe qua những chiêu lừa khi mua hàng online, nên tôi luôn cảnh giác. Vậy mà cũng có ngày mình bị lừa, tôi ấm ức kể lại mọi chuyện cho nhỏ bạn mình nghe. Bà cũng biết tính tôi hồi giờ rồi, mua cái gì á tôi cũng đắn đo hết trơn á, đừng có nói là mua hàng trên mạng. Sau khi á tham khảo giá của nhiều shop trên trang thương mại điện tử, tôi mới quyết định chọn mua một shop. Thấy độ tin cậy và đánh giá của shop cũng ok lắm bà. Tôi làm các thao tác đặt hàng, mua hàng, rồi cẩn thận chụp lại cái hóa đơn đặt hàng thành công nữa. Tôi nhận hàng sau 3 ngày. Khi shipper giao hàng á, tôi mở gói hàng, rồi kiểm tra mã sản phẩm trên thông tin giao hàng trùng khớp với mã sản phẩm tôi mua, nên tôi nhận hàng rồi trả tiền thôi. Hôm bữa tôi đặt cái máy rửa mặt này á, nó về hàng cho tôi á 3 ngày đầu tiên á, xài rất là ok. Cái tự nhiên tới ngày thứ tư á, tôi mở công tắc á, nó không chạy. Cái tôi mới tưởng đâu á là nó hết pin. Tôi cắm vô tôi sạc nguyên một ngày trời, cuối cùng nó cũng y chang vậy. Tôi mới nhớ á, là cái này nó có bảo hành, tôi mới gọi lên cho shop của nó để tôi máng vốn. Cái nó ăn nói ngang ngược với tôi bà. Rồi, tôi biết là shop nó nói gì với bà luôn. Có phải nó nói với bà là nó đã giao hàng cho shipper, cho nên á là cái sản phẩm nó có bị cái gì á, nó sẽ không chịu trách nhiệm đúng không? Ừ, vừa nói xong nó cúp máy ngang luôn bà. Tôi tức mình dễ sợ luôn. Tôi định bụng á là tôi sẽ điều tra cái vụ này cho rõ ràng. Cái tôi mới nhớ chợt lại cái hóa đơn điện tử này nè, tôi mới lục lại tôi coi á. Rồi tôi coi lại cái sản phẩm của tôi thì tôi mới phát hiện ra. Bà mới phát hiện ra cái sản phẩm bà nhận được nó khác hoàn toàn so với cái sản phẩm bà đã đặt. Ừ, tôi tức dễ sợ luôn á. Cái mã sản phẩm mà lúc tôi đặt hàng á thì nó là một cái mã khác. Tới chừng tôi nhận hàng á, nó lại là một cái mã khác. Cái shop lừa đảo này á, nó tinh vi dễ sợ luôn á. Đến nỗi mà cái mã sản phẩm á, nó cũng làm cho y chang với lại cái mã trên hóa đơn. Bởi vì tôi đâu có nghi ngờ đâu. Rồi, tôi hiểu luôn. Mà công nhận á, tụi nó tinh vi thiệt luôn á. Nên á, cho dù bà có cẩn thận cỡ nào á, thì cái mã sản phẩm á, nó giống với cái hóa đơn bà nhận quá trời rồi. Cho nên á, bà chủ quan, bà cứ nghĩ đó là cái sản phẩm đúng, cho nên bà mới thanh toán tiền.
Rồi cho đến khi bà sử dụng rồi á, bà mới phát hiện ra là cái hàng nó có vấn đề, cái hàng nó bị lỗi. Bà gọi lại á, nói shop, thì shop nó nói á, ngang ngược với bà. Lúc đó á, bà lấy cái hóa đơn ra, bà kiểm tra lại á, thì bà so sánh, bà mới biết á, là bà bị lừa, đúng không? Ê, sao bà hay vậy? Tôi chưa kể luôn á. Bà biết luôn cái tâm lý lúc mà tôi nhận hàng luôn. Ê, đừng có nói với tôi á, bà cũng là nạn nhân bị lừa nha. Hay là... Ê, 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 không có được nghi ngờ vậy nha. Đừng có nghĩ linh tinh nha. Tại vì á, từ nãy giờ bà nói cho tôi nghe là bà mua hàng xong rồi á, bà trả tiền mặt luôn, đúng không? Tôi kể lại hết việc tôi đặt hàng nè, nhận hàng, thanh toán bằng tiền mặt, rồi xài được vài ngày là hư, gọi lại máng vốn á, thì bên shop ăn nói ngang ngược, không có chịu trách nhiệm. Nghe xong á, bạn tôi khẳng định á, là tôi đã sập bẫy lừa mua hàng trên mạng. Đối tượng á, mà bọn chúng nhắm tới á, là những khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Ủa, mà tôi thấy cái chuyện á, mà mua hàng rồi thanh toán bằng tiền mặt á, nó bình thường mà, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái bà này, sao mà bà khờ quá à? Bà đợi tôi tí xíu đi, để tôi mở này cho bà coi. Bạn tôi á, liền mở một đoạn tin tức nói về trò lừa này cho tôi xem. Thì ra hả, chiêu thức này bọn lừa đảo á, đã sử dụng từ lâu lắm rồi. Một thời gian rầm rộ rồi lắng xuống và bây giờ lại tái diễn tinh vi hơn. Sau khi người tiêu dùng chọn mua, những shop này sẽ chủ động phân loại đơn hàng thanh toán trước và đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt. Với đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ, ví và được ghi nhận, sẽ khó thực hiện hành vi lừa đảo. Bởi khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng sẽ khiếu nại lên shop. Bởi vì khi giao dịch được xác lập thông qua thanh toán thành công bằng thẻ, ví điện tử, thì mọi vấn đề phát sinh về đơn hàng sẽ được trang thương mại điện tử can thiệp xử lý. Trong khi đó, đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt lại là đối tượng dễ dính lừa đảo nhất, trái ngược với tâm lý cho rằng trả tiền khi nhận hàng thì sẽ an toàn. Cụ thể, sau khi khách đặt mua hàng, các gian hàng này sẽ tiến hành hủy đơn hàng và lưu lại thông tin của khách, rồi chuyển cho khách món hàng kém chất lượng khác. Việc này thường diễn ra trót lọt bởi gian hàng lợi dụng việc nhiều người mua không theo dõi quá trình vận chuyển hàng, thậm chí không biết đơn hàng đã bị hủy. Đó, bà thấy chưa? Mấy cái shop này á, nó chuyên gia lợi dụng mấy cái người mà ham hàng giá rẻ. Rồi á, nó đăng mấy cái sản phẩm á, giá thấp hơn những cái sản phẩm tương đương với các shop khác. Thiệt luôn á. Chứ tôi hỏi bà nè, hàng giá rẻ ai mà không thích, đúng không? Bây giờ tôi mới hiểu. Công nhận á, bọn chúng tinh vi ghê luôn á. Tôi đã cẩn thận kiểm tra hàng trước, vậy mà vẫn bị lừa. Thưa quý vị, từ rủi ro thanh toán bằng tiền mặt với các đơn hàng mua trực tuyến, khi mua hàng thì quý vị hãy nhớ là câu tiền nào của nấy. Những sản phẩm nào được đăng bán với giá rẻ so với thị trường thì quý vị hãy thận trọng cân nhắc vì sao lại rẻ như vậy, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo mua phải hàng giả quý vị nhé. Đi thay có hai cái bánh xe thôi mà lâu vậy anh hai? Anh thay xong lâu rồi mà thằng bạn nó rủ đi cà phê sẵn tiện đi luôn mà. Alo. Tiến hả? Bữa em có nhờ anh kiếm mật ong rừng á, mai có rồi nha. À, mật ong rừng á hả? Hôm nay thằng đại anh mới vô rừng U Minh đốt ong xong, có đem lên máy lít để anh gửi qua nhà cho em nha. Mà anh ơi, em thấy giọng lạ của anh, tên gì anh ha? Anh Dũng nè, bộ bữa không có lưu số của anh hả? Dạ hả, em Dũng nè. Ủa Dũng nào? Anh Dũng bên nào nhờ? Dũng bên quản lý thị trường nè em. À, bên quản lý thị trường, em chỉ quen anh Cường thôi à. Còn anh Dũng thì hay là bộ phận khác anh? Bữa em có nhờ anh mua mật ong rừng, nay có rồi nè. Em lấy ít về mà xài, điểm lắm mới có đó nha. À, ok, tại vì sẵn tiền em cũng kiếm mật ong rừng. Mà anh bán giá nhiêu vậy? Anh để lại giá gốc cho em là 800 một lít nha. Em lấy thì nhắn địa chỉ để anh gửi qua cho. Dạ rồi, ok anh. Có gì á em nhắn địa chỉ anh ship liền em ha. Rồi. Dạ. Anh hai bị sao vậy? Biết là thằng Dũng nó bán đồ dởm mà sao anh ấy cứ mua? Lúc mà anh hai tôi ảnh mở ra ngoài á, là tôi nghe ngờ ngỡ cái giọng quen quen rồi. Nói chuyện một hồi á, thì tôi dám chắc chắn cái người tên Dũng gọi điện thoại bán mật ong rừng cho anh hai á, cũng chính là cái người đó gọi điện thoại lừa tôi vào tuần trước. Tôi nhớ á, bữa đó là cuối tuần, được nghỉ,
Tôi thì đang ở nhà làm công chuyện, thì nhận được một cuộc gọi, là số lạ. Alo? Chị Vân hả? Em Dũng nè. Ủa Dũng nào? Trời ơi, khổ chị tôi quá. Hôm bữa đi công tác chị gặp em nè. Đừng có nói là quên giọng, rồi quên lưu số của em luôn nha. Thiệt á, là trong đám bạn bè tôi á, không có ai tên Dũng hết á. Tôi đang ngờ ngợ, đang cố nhớ Dũng là ai. Nhưng hồi sau á, thì tôi tin vì đặc thù công việc, tôi á thì thường xuyên gặp gỡ nhiều người. Với lại tôi vừa đổi điện thoại, có khi bị mất số người quen cũng không chừng. À Dũng hả, chị xin lỗi nha, tại chị không nhớ. Ờ, mà gọi chị có chuyện gì không vậy? Em nhớ hôm bữa chị có đặt mật ong rừng của em á. Hôm nay thằng em của em mới đi vô rừng một mình đốt ong, mới đem về mấy lít nè, để em rửa cho chị nha. Ủa, chị có đặt mật ong hả? Chị đặt hồi nào? Chị làm nhiều quá chị quên rồi đúng không? Chị có đặt em mới giao chứ. Mà mật ong này xịn lắm nha. Tranh thủ lấy nha chị, em cũng khoảng 7-8 lít à. Ừ mà em lấy bao nhiêu một lít? Chỗ chị em mình, em để giá hữu nghị cho. Em để chị 800 lít thôi. Còn người khác á, là em để hơn 1 triệu không đó. Tôi cũng hay mua mật ong, nhưng mà là mật ong nuôi. Chứ thiệt là mật ong rừng thì hiếm lắm. Tôi thì lại không nhớ mình có đặt mua của hắn hay không nữa. Lúc ấy tôi nghĩ nếu như hắn là người quen của mình thiệt, tôi có lỡ đặt rồi mà không lấy thì cũng kỳ. Giá thì rẻ thiệt, còn chất lượng thì chưa biết. Nên để chắc ăn tôi đặt một ít trước, rồi khi mà giao tới nhà có gì tôi kiểm tra hàng. Đúng hàng thì tôi mua, đâu có trả tiền trước đâu mà lo. Tôi nghĩ vậy đó. Vậy thôi em lấy cho chị nửa lít đi, rồi để chị nhắn địa chỉ cho em nha. Rồi rồi rồi, vậy chị nhắn tin địa chỉ đi, em gửi mật ong qua cho nha. Rồi rồi dạ. Rồi ok em. Sau khi mà tôi nhận được cuộc gọi bán hàng á, thì đâu chừng khoảng 2 tiếng á, là có người giao hàng tới. Chị Vân ơi, có nhà không chị? Em tới giao hàng chị ơi. Chị Vân ơi, chị Vân ơi, em tới giao hàng chị ơi. Ủa giao gì vậy em? Dạ em bên chỗ anh Dũng á chị, em đến đây giao mật ong. Ủa chị đặt có nửa lít mà sao giao tới 1.5 lít chứ vậy? Dạ chuyện này em cũng không biết nữa, tại em là em đi giao hàng thôi. Còn khách hàng với anh Dũng á, là có gì chị liên hệ với ảnh đi, chứ này em không có rảnh. Ừ thôi em cầm đi để chị gọi thử. Dạ. Dạ em nghe nè chị Vân. Ủa Dũng, chị đặt có nửa lít à mà sao em giao cho chị 1.5 lít chứ vậy? Dạ, cái xe mật ong này á là mới mang xuống luôn á. Rồi em gửi cho chị luôn. Chị lấy đi chị, mật ong lâu lâu mới có một lần mà. Chị tranh thủ mua đi. 1.5 lít em lấy chị 1.1 triệu thôi nha. Ừ mà cái này để lâu có làm sao không vậy? Chị cứ yên tâm, mật ong rừng mà chị, càng để lâu á là càng tốt. Nếu chị không muốn mua thì chị cứ gửi trả lại đi, không sao đâu. Nhưng mà mốt chị muốn mua làm gì có hàng thật mà giá rẻ như em bán được. Mà ốc rừng mà chị, càng để lâu là càng tốt. Mốt chị muốn mua làm gì có hàng thật mà giá rẻ như em bán được. Tại vì tôi nhìn qua thì thấy chai mật ong nó sủi bọt lên. Nhìn thoáng qua thì rất giống mật ong mình, nhưng cái màu vàng của nó thì nhìn không có tự nhiên. Tôi cũng muốn mở ra thử, nhưng thành miệng chai á lại được bọc nhựa dán băng keo rất là kỹ càng. Dùng tay thì không thể nào mở ra được đâu. Ừ thôi để chị coi lại coi. Dạ dạ dạ. Ừ. Sao rồi chị? Cái này có được kiểm tra không em? Trời đất ơi chị ơi, chị nghĩ sao vậy? Nè chị nhìn thôi á là chị biết mật ong rồi. Với lại bây giờ đó niêm yết kỹ càng gì rồi. Mà chị tháo ra tháo vô á, sao em đi giao cho khách được nữa? Em còn phải đi giao cho 2 khách nữa. Đây. Nếu chị không tin em cho chị coi nè. Đó, địa chỉ với số điện thoại của 2 khách em chuẩn bị giao đó. Alo, alo. À,
cho hỏi phải chị Mai không ạ? Đúng rồi. À, chị ơi, cho em hỏi là sáng giờ có ai hẹn chị nhận mật ong không chị? Có chị, mà có gì không chị? Trước giờ chị hay mua ở chỗ của Dũng lắm hả chị? Mật ong thiệt đúng không chị? Đúng rồi, mật ong rừng thiệt đó. À, chị phải gọi hỏi hoài luôn á, canh mà mua đó em. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Lúc đó, tôi tin cái người phụ nữ mà tôi nói chuyện qua điện thoại á là khách hàng mua mật ong của tên Dũng thật. Thôi thì lâu lâu cũng có dịp mua được mật ong rừng. Để lâu cũng không sao, nên tôi trả tiền cho người giao hàng. Nghĩ lại mà tức ghê á. Phải chi lúc đó tôi kiên quyết mở cái chai mật ong ra kiểm tra thì đâu có bị lừa. Sao vậy? Vậy thôi chị lấy chai này luôn. Đây chị. Vậy lần đầu tiên mà em giao hàng mà em gặp khách hàng gì đâu mà nó khó khăn như chị vậy đó. Trời ơi, chị mua hàng chị phải kiểm tra chứ em. Yeah. Hồi nãy Dũng nói Dũng lấy chị 1.1 triệu á. Yeah. Chị đưa cho em 1.1 triệu nha. Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn em nha. Sau khi mua chai mật ong xong, tôi liền thử bằng vài cách. Tôi mở niêm phong ra. Vừa mở nắp chai ra, tôi nghe một mùi rất là nồng sặc lên mũi á. Là mùi mật ong, nhưng nó lại rất là nồng. Trời ơi, cái mùi gì kỳ vậy? Cái gì mà lỏng le lỏng lét vậy nè? Tôi đổ ra một ít dùng thử, thì trời ơi, nó lỏng lắm. Không có đặc quánh như là mật ong thiệt. Rồi cái vị của nó thì ngọt kinh hồn, ngọt rất là gắt, sọc vào lỗ mũi á. Tôi liền lấy chai mật ong trong nhà ra nếm thử. Thì hai cái vị hoàn toàn khác hẳn luôn. Tôi dám chắc đây là mật ong giả rồi. Trời ơi, mua trúng mật ong giỏm rồi. Và tất nhiên á, điện thoại cho tên kia là không có được. Hèn gì á, cái tên giao hàng á, cứ hối thúc tôi mua hàng. À, còn cái bà khách hàng nữ kia chứ, chắc cũng đồng bọn luôn. Đúng là tinh vi thiệt. Bọn chúng sắp xếp mọi thứ rất là chỉnh chu. Rồi từ hôm đó đi tới đầu á, gặp những ai á, tôi đều kể lại cái chuyện mình đã bị lừa để mọi người cùng cảnh giác. Anh hai bị sao vậy? Biết là thằng Dũng nó bán đồ dởm mà sao anh ấy cũng mua? Dũng gì trời? Cả nước Việt Nam lại có một thằng tên Dũng à? Ai biết được là hôm nay anh mua mật ong rừng thiệt làm sao? Em giao mật ong bên chỗ anh Dũng anh ơi. Chờ chút. Chào anh. Em đến giao mật ong rừng bên chỗ của anh Dũng. Vậy à? Phải mật ong rừng thật không? Trời đất ơi, anh nhìn lên thấy mật ong rừng rồi, bởi vì niêm yết đồ kỹ càng nè, đúng không? Tại anh cũng có con chai này á, mà anh không biết là chai nào thật chai nào giả, em coi giùm anh cái. Vậy cái này em không có. Mày chuyên lừa đảo hả mày? Thì ra anh hai tôi từ đầu đã biết tên Dũng này là lừa đảo rồi, nên anh giả vờ đồng ý mua mật ong. Địa chỉ mà anh đưa cho hắn ta là địa chỉ nhà cô ruột của tôi, để bọn chúng khỏi nghi ngờ. Đồng thời anh hai cũng trình báo với cơ quan công an và phối hợp với bên công an để tóm gọn tên giao hàng. Tên Dũng cũng bị bắt ngay sau đó. Bọn chúng khai nhận rằng đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa chiêu thức gọi điện thoại lừa bán mật ong dởm. Dạ, vậy chị gửi địa chỉ đi, em gửi mật ong qua cho chị nha. Dạ, dạ. Rồi bữa nào chị em cà phê hen. Rồi, cảm ơn chị nhiều.
Chị tao đi. Chúng dùng đường cát, các chất phụ gia tạo màu, tạo mùi để tạo ra mật ong giả. Mất tiền, tôi coi đây là một bài học cảnh giác cho chính mình trong cái việc mà mua và kiểm tra hàng hóa. Còn Huy nghĩ rằng thường các loại mật ong bán trôi nổi trên thị trường này có chất lượng kém, không đảm bảo an toàn vệ sinh, nên khi quyết định mua thì bà con cũng phải hết sức cẩn thận. Nếu thấy nghi ngờ thì không nên mua, cho dù giá cả có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa. Và cũng mong rằng bà con hãy cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi đáng ngờ như thế này và nên báo ngay cho công an để đón bắt ngay khi kẻ lừa đảo đến. Tôi năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. Sắp tới tôi định lấy vợ, nên là có bạn bè với gia đình là quyết định bán miếng đất mà ba mẹ chia cho tôi để kiếm số vốn làm ăn thêm. Tôi mới đăng hình miếng đất lên mạng để dễ bán. Dạ, alo. Dạ anh ơi, cho em hỏi phải anh đang bán miếng đất với Cần Thơ phải không anh? Dạ đúng rồi, tôi mới vừa chụp hình xong mà tôi mới đăng lên mạng xong á. Dạ, dạ em thấy anh đăng cái diện tích đất của mình là 310m2 đúng không anh? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mà anh mua là anh ở hay là anh đầu tư ta? Dạ trước mắt là em mua định đầu tư. Để chiều tầm khoảng cỡ 2 giờ đi. Rồi cái em chạy lên em coi đất thử sao nha anh. Rồi, vậy có gì lát tôi nhắn tin địa chỉ chú em ha. Xong rồi chiều anh em mình gặp anh em trao đổi lên cho tiện. Dạ giá sao anh, có đúng như anh đăng ở trên mạng không anh? Thì tôi đăng trên mạng đó, thì giá tôi bán là 3,5 tỷ. Chú em thấy giá sao, hợp lý không? Bao sổ luôn không anh? Bao sổ, bao đầy đủ luôn, chú em cứ yên tâm nha. À dạ. Mà khoan. Sao vậy? Bây giờ nói chuyện mà em quên hỏi tên anh. Là cái tên anh giống như tên trên Facebook luôn đúng không anh? Ờ đúng rồi, thì tôi tên Sơn luôn đó. Mà nãy giờ cũng quên hỏi tên chú nè, chú tên gì? Dạ em tên là Hải. Nhớ mang cái sổ đỏ đất theo nha, tại em muốn coi luôn, chứ khỏi mất công phải chạy về nhà rồi nữa. Trời, đương nhiên bây giờ buôn bán là phải có giấy tờ đầy đủ hẳn hoi chứ. Bây giờ mà trước tiên mình cứ coi đất đi, nếu như hợp lý đúng không? Thì bây giờ mình làm giấy tờ, mình đặt cọc rồi mình tính tiếp ha. Dạ. Thì thiệt với anh mà em là dân đầu tư bất động sản, mua đi bán lợi kiếm lời. Khi mà em coi đất xong thấy ok là em chốt luôn, chứ em không lằng nhằng. Mà lằng nhằng hoài á, qua tay người khác á, là phiền lắm. Em chỉ coi giấy coi á, chính xác với anh là chủ sở hữu hay không thôi. Rồi coi đất nữa, nếu không có vấn đề thì em xuống cọc luôn. Vậy thôi mình quyết định vậy ha, có gì chiều anh em mình gặp, có gì cướp máy đi, có gì tôi nhắn tin địa chỉ quá cho. Dạ 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 ok anh, chào rồi, anh. Rồi, chào anh nha. Dạ dạ. Rồi. Anh là anh Sơn phải không? À Hải hả? Dạ, dạ. Nãy giờ tôi điện cho anh hoài mà không được nè. Thôi để xe đó đi. Rồi đây nè, cái miếng đất mà tôi nói với anh nè. Được, anh em mình vô coi luôn. Miếng này hả anh? Đúng rồi, miếng đất này nè. Ủa lên thổ chưa mà sao em thấy trồng cây kiểng rồi trồng rau đồ quá trời vậy anh? Trời ơi, lên nó trơn rồi, tại đất nhà với lại là kiểu để không có làm gì á, nên để cho bà con người ta trồng tròn vậy thôi à. Yên tâm nha. Dạ, dịp tới mình mua là người ta đem đi hết á ha. Đúng rồi, anh cứ yên tâm. Bây giờ được thì anh em mình vô mình coi mình tham quan ha. Đây, mời hai anh. Đó, anh coi đi không, đất rộng mênh mông, thoải mái luôn. Vô đây anh. Quên, giới thiệu với anh đây là bạn em, nó làm bên phòng công chứng á. Anh em mình là ok, qua đưa cho nó ký cái là nhanh lắm. Vậy tiện quá ha, rồi mình một công mình nói chuyện luôn, đỡ phải phiền phức. Dạ ha. Anh có mang giấy tờ theo không? Có chứ, buôn bán là cái gì giấy tờ tôi rõ ràng đây. Anh xem qua đi ha. Nam coi thử này ha. Sao thấy hợp lý phải không? Ủa đất này là anh mua hay mới mua hay sao anh? Đâu, đất này là của gia đình để lại cũng mười mấy 20 năm rồi. À, đâu đâu qua bên kia coi thử coi.
coi cái mặt tiền. Lúc đó tôi thấy có gì đó kỳ kỳ, không yên tâm khi mà để người lạ cầm sổ đỏ của mình. Nhưng mà người khách kia cứ muốn kéo tôi đi. Đây đây đây. Dạ. Ê, cái bên đó là mặt tiền luôn anh. Ủa anh, đắt mình là qua tới hàng rào tới cái nhà bên đó luôn hả anh? Đúng rồi, bây giờ là qua tới bên kia luôn anh. Ờ, vậy lắm. Là được ba cái mặt tiền luôn ha, ngon. Rồi con mé bên kia là cái nhà chỗ đó là nó nằm trong đây luôn hả anh? Đúng rồi, nói chung là thậm chí tất cả đây là đất của tôi hết, anh cứ yên tâm. Là người ta cắt ở đây luôn, là tới nữa mình mua là mình có thể sang bằng được luôn ha. Được được, tôi nói tiếng là người ta dọn đi à, nói chung là cũng quen biết không à. Dựa vào những hình ảnh sổ đỏ được anh Sơn đăng tải lên mạng để rao bán, Nam và Hải đã làm giả một cuốn sổ đỏ với nội dung y hệt. Sau đó bọn chúng liên hệ anh Sơn, ngỏ ý muốn mua đất. Lợi dụng lúc anh Sơn lơ là đã đánh tráo sổ đỏ giả để chiếm đoạt sổ đỏ thật. Nam và Hải sẽ có hành động tiếp theo như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. À đúng rồi đó, hướng mát mẻ nha. À là xuống mé sông luôn đúng không? Là xuống cái cách bao lâu, bao xa anh? Thì nói chung là cũng cách đó xíu thôi à, nhưng mà mua cái là sáng lắp được hết, anh yên tâm ha. À, ủa mà nhà anh gần đây không? À, nhà tôi hả? Thì cách đây có 2 cây số à, hay là được thì qua nhà tôi uống nước rồi mình nói chuyện thêm. Dạ. Sổ đỏ ok nha. Ok không? À, trời, đất nhà tôi mà, mấy anh cứ yên tâm. Có gì em coi về em chốt giá rồi em căn đo đếm cái tiền nó như thế nào cho nó hợp lý rồi cái. Lúc đó tôi thấy hai người này có vẻ khá chuyên nghiệp trong cái việc coi đất, mà họ cũng rất là kỹ tính nữa. Nên tôi nghĩ là họ thật sự muốn mua. Mà đặc biệt là họ không có trả giá hay kỳ kèo gì hết, đồng ý luôn cái mức giá mà tôi đưa ra, nên nó cũng mừng thầm trong bụng. Sau khi thành công chiếm đoạt sổ đỏ thật từ tay anh Sơn, dựa vào những thông tin trên sổ đỏ, Hải và Nam tiếp tục làm giả nhiều giấy tờ khác mang tên anh Sơn như căn cước công dân, sổ hộ khẩu và đăng lên mạng rao bán lại miếng đất với mức giá rẻ hơn gấp nhiều lần. Và dĩ nhiên, để khiến con mồi tin tưởng, Nam đã mạo nhận là chủ đất và dùng tên của anh Sơn để giao dịch. Còn miếng bên đây, chụp luôn không? Mày đăng cái, tao đăng cái. Alo, tôi nghe. Dạ, anh ơi, cho em hỏi là anh đăng bán miếng đất mặt tiền trục đường liên tỉnh đúng không anh? À, đúng rồi em. Dạ, em thấy anh đăng bán miếng đất mà 310m2 anh, giá 2 tỷ rưỡi ha anh? À, đúng rồi em. Anh đang bán với giá là 2 tỷ rưỡi. Dạ đúng 2 tỷ rưỡi luôn ha. Chắc em cũng thắc mắc là tại sao anh lại bán với cái giá mà rẻ hơn so với thị trường rất là nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cũng thú thật với em, tại vì anh đang cần vốn gấp để làm ăn, cho nên anh mới bán giá đó. Chứ bán vậy anh cũng tiếc dữ lắm. Anh cho em hỏi anh là chính chủ luôn ha. À đúng rồi. Miếng đất đó là do anh đứng tên, anh mua từ lâu rồi. Anh để không nè, chứ cũng không có ý định mà xây dựng gì trên miếng đất đó hết. Dạ. Tại bây giờ cần vốn làm ăn. Mà ví dụ giờ anh đăng đúng với giá thị trường thì chắc chắn cũng có người mua, nhưng mà thời gian nó lâu. Bây giờ thì anh đang cần vốn để anh làm ăn gấp. Dạ. Cho nên anh mới bấm bụng mà bán miếng đất đó, chứ bán anh tiếc dữ lắm. Dạ, tại em cũng thấy ưng cái miếng đất đó. Anh ơi, vậy giờ anh cho em xin cái địa chỉ chính xác của lô đất đi ha. Tại vì tầm 1 tiếng nữa em mới tan ca á, rồi có gì em ghé qua luôn. Ừ, cũng được. Vậy 1 tiếng nữa gặp ha. Em dạ. Qua em coi miếng đất, bảo đảm là em thấy ưng bụng liền à. Dạ anh ơi, mà anh cho em xin tên nha, để em biết em dễ xưng hô á. À, tên hả? Ừ, anh tên Sơn. À dạ, em tên Dung. Dạ, vậy lát nữa có gì mình gặp nhau nha. Rồi, bây giờ anh sẽ nhắn địa chỉ cho em nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Rồi, chào em. Dạ. Nhắn địa chỉ cho nó luôn. Gái đều để tao thuyết phục. À em. Ủa. Dạ anh là anh Sơn ha. Em là Dung đúng không? Dạ dạ đúng rồi. À, dạ. Anh là anh Sơn nè. Dạ. À đây, để anh dẫn em vô coi đất. À dạ. À, cứ coi tự nhiên thoải mái đi. Wow. Dạ. Ủa vậy là anh đứng tên của cái miếng đất này luôn? Đúng rồi. Đất này là do anh đứng tên. Anh có đem theo sổ đỏ cho em nè. Dạ. Anh chuẩn bị kỹ quá. Để em xem đi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. À dạ. Dạ, để cho em gửi lại nha. Ủa anh ơi, cái giá anh đăng trên mạng á, anh có bớt hay có thương lượng không anh?
Cái giá đăng trên mạng á là giá thấp nhất thị trường rồi. Không tin em đi hỏi hết người ta đi. Với cái diện tích đất như vậy, với cái vị trí mà ở đây, thì cái giá 2 tỷ rưỡi là nó quá rẻ rồi. Tại vì anh cần tiền gấp, kẹt vốn là mang anh mới bán. Dạ. Chứ bán anh tiếc dữ lắm. Dạ, tại em biết sao không? Tại vì em mua đất này á là cũng để xây nhà, chứ không phải là em đầu tư gì hết á. Em cũng thích miếng đất này lắm, nhưng mà giờ cũng phải để dành tiền để xây nhà này kia nữa, cho nên là em cũng đang cân nhắc lại. Dạ, đâu vậy, để cho em qua em coi lại. Em coi thoải mái đi. Dạ. Với lại khu này á nó an ninh dữ lắm, em đừng có lo. Yên tĩnh, an ninh. Dạ, mình của mình là tuốt ở dưới đằng sau luôn ha. Đúng rồi. Ngay cây hàng rào cuối cùng luôn á, ngay chỗ cây cao đó. Dạ. Sao ta? Rồi em thấy sao? Chắc có gì, tại vì giờ em cũng phải coi lại cái kinh phí của gia đình á, có gì cái em liên lạc với anh sao ha. Em tranh thủ trả lời anh sớm đi, chứ cũng có nhiều người hỏi mua rồi đó. Tại vì anh bán giá rẻ mà. Dạ rồi, dạ vậy có gì em gọi cho anh ha. Rồi cứ coi đi, suy nghĩ, rồi có gì gọi liền cho anh. Tranh thủ nha, thôi anh bán cho người ta đó. Dạ. Chụp dữ ha. Sao vậy? Có mối nào chưa? Chưa. Ừ. Nhỏ mấy ngày trước nó hẹn mày đi coi đất rồi sao rồi? Xuống cọc chưa? Ha. Mày nhắc tao mới nhớ đó. Nó chưa trả lời tao nữa. Rồi để tao gọi tao hỏi thử. Mấy cái này mày phải xôn xáo lên. Lu là gì ta? Dung. Dung đất. Dạ alo ạ. Dung á em. Anh gọi hỏi em á là để hỏi coi em suy nghĩ tới đâu rồi. Tại vì cũng có người đang hỏi cái miếng đất của anh. Nhưng mà anh nói chuyện với em trước cho nên anh phải hỏi em coi em đồng ý mua không. Không thôi anh bán người ta. Dạ. Tại vì em cũng đang cân nhắc lại cái tài chính của em á, nên em chưa có chốt liền với anh được đâu anh Sơn ơi. Vậy hiện tại thì tài chính của em á chuẩn bị được nhiêu tiền? Dạ bây giờ nếu mà anh bớt cho em khoảng 200 triệu á là em chắc em chốt liền luôn á. Cái gì mà bớt tới 200 triệu như vậy? Bớt thì khoảng tầm vài chục triệu thôi, chứ bớt 200 thì cao quá. Mà thôi vậy, anh cũng cần tiền gấp. Với lại anh thấy em có thành ý muốn mua thì anh sẽ quyết định bớt cho em là 100 triệu. Em thấy sao? Sao ta? Dạ em thì thiệt tình em thích cái miếng đất này lắm. Em cũng sợ người khác mua nữa. Nếu mà bây giờ anh bớt em 100 triệu á là mình còn 2 tỷ tư đúng không anh? Đúng rồi em. Là còn 2 tỷ tư. Em thấy đi, 2 tỷ tư mà mua được một miếng đất lớn như vậy mà ở vị trí đẹp như vậy á thì nó quá hời cho em đúng không? Vậy bây giờ dạ em và anh gặp nhau rồi em đặt cọc rồi mình ký hợp đồng ra công chứng luôn nha. Ủa anh ơi, anh mà sao gấp vậy anh? Sao mình không cọc trước rồi mình thanh toán làm giấy tờ sao anh? Thì anh nói rồi đó, anh cần tiền gấp mà. Bây giờ vậy ha, em đặt cọc cho anh trước là 30% rồi xong mình ra công chứng. Dạ vậy thôi bây giờ mình hẹn nhau ở quán cà phê nào đi anh, rồi ra em đặt cọc cho anh, mình ký giấy nhận cọc. Rồi có gì anh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ giúp em ha. Để em chạy tiền mai em kịp em đưa anh luôn. Rồi ok em. Vậy ha. Dạ rồi em cảm ơn anh. Dạ chào anh. Đẹp quá ha. Không xuống tới cái kia luôn á. Đẹp ha. Nè, mấy anh chị làm gì đó của tôi vậy? Ủa anh là ai vậy? Đất này là đất của anh gì? Đất nào đất của chị? Chịu giấy tờ vô mà nó đất của chị. Nè, anh ở đâu anh ngang ngược anh nói tầm bậy tầm bạ vậy? Hôm nay tôi cúng thổ đất tôi nha, tôi mới mua mà. Mua của ai? Thì tôi mua của anh Sơn chủ đất. Tôi là Sơn nè, tôi có bán chị hồi nào đâu mà chị nói. Ủa gì kỳ vậy? Hôm bữa không phải anh là người đưa giấy tờ cho tôi, cái anh kia kìa. Anh nào? Đất này của tôi mà, chị nói nào? Ủa là sao? Hôm bữa cái anh mà bán cho tôi không phải là anh. Ủa nhưng mà có cái gì chứng minh anh là chủ đất này? Giấy tờ tôi để ở nhà kìa. Muốn gì á, về nhà tôi coi. Ủa là sao ta? Nhưng mà tôi hôm bữa ổng có giấy tờ đàng hoàng mà tôi đưa hết tiền cho anh ta rồi. Chị mua đất này bao nhiêu tiền? Tôi mua 2 tỷ tư. Cái gì 2 tỷ tư? 3 tỷ rưỡi tôi còn chưa bán đó mà chị mua 2 tỷ tư hả? Ủa là sao? Chị qua nhà này hỏi đi, tôi cho người ta để nhờ mai đây nè, có phải đất của tôi hay không? Nhưng mà hôm bữa anh kia anh đưa giấy tờ đàng hoàng là ảnh tên Sơn mà. Bây giờ tôi không còn biết anh nào đó. Dạ. Không thì tôi chạy lên công an đi. Vậy từ từ anh đừng làm tôi rối.
Dạ dạ rồi 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 thôi được rồi, giờ thôi mình đi đi chứ giờ tôi cũng không biết sao hết. Đi. Dạ dạ. Chết rồi giờ sao? Sau khi mà bên công an điều tra thì mới phát hiện là có tới 2 cuốn sổ đỏ. Cuốn sổ đỏ mà bọn lừa đảo mang ra công chứng bán đất là sổ đỏ thật. Còn tôi là chủ đất mà lại giữ cuốn sổ đỏ giả. Công an nhận định nhiều khả năng tôi đã bị đánh tráo sổ đỏ. Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện hôm trước có dẫn 2 người kia đi coi đất. Có thể là khi mà tôi đăng hình sổ đỏ lên mạng để rao bán đất, bọn chúng đã dựa theo những cái thông tin đó mà làm ra một cuốn sổ đỏ giả. Rồi sau đó, nhân lúc mà tôi giới thiệu đất cho tên này thì tên còn lại đã đánh tráo sổ đỏ giả, lấy sổ đỏ thật rồi bán miếng đất với giá rẻ để bán được nhanh. Mà do bọn chúng cầm sổ đỏ thật ở trong tay nên là công chứng thủ tục cũng trót lọt, mà người mua đất cũng bị mắc lừa số tiền tới 2.4 tỷ, thiệt là một bài học đắt giá. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, lực lượng công an tại một số tỉnh thành liên tục tóm gọn các băng nhóm chuyên lừa đảo bằng hình thức đánh tráo sổ đỏ. Theo công an, nhóm này chuyên nhắm vào những người ở tại nhiều tỉnh thành khắp miền Tây đang rao bán đất trên mạng và có đăng kèm hình ảnh sổ đỏ. Dựa trên hình ảnh này, bọn chúng sẽ làm thành sổ đỏ giả hòng đánh tráo chiếm đoạt đất đai và bán lại với giá rẻ. Đây cũng là lời cảnh báo đến người dân cần cân nhắc công khai các giấy tờ quan trọng trên mạng xã hội để tránh bị đánh cắp thông tin, từ đó bị bọn lừa đảo làm giả giấy tờ. Trước khi quyết định mua đất, người mua cần xác minh rõ ràng các giấy tờ, thủ tục. Bên cạnh đó nên hỏi thăm thêm thông tin từ những người dân địa phương xung quanh về lô đất và cả chủ đất. Ngoài ra, người mua đất cũng cần cảnh giác với những trường hợp rao bán đất giá rẻ bất thường và thường xuyên hối thúc người mua hoặc sẵn sàng giảm giá đến cả 100 triệu đồng, quý vị nhé. Bé Như, con học bài hả? Dạ. Bây giờ mày đi công chuyện, con ở nhà chơi với Tư nha. Dạ. Con muốn ăn gì? Dạ, thích ăn cháo sườn. Cháo sườn đúng không? Dạ. Chị Tư, chút xíu chị nấu cháo cho bé Như ăn nha. Dạ. Nó là cháo sườn đó chị. Dạ, chút xíu tôi làm cho cô. Ừ. Mày đi công chuyện, chút mày về nha con. Dạ. Ờ, chị Tư. Dạ. À, bây giờ em đi công chuyện, chút về. Chị nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Ở nhà chỉ có chị với bé à, em cũng hơi lo. Nếu mà có ai tới kiếm á, mà chị thấy là lạ, chị nói khéo đi, đừng mở cửa cho họ vô nha. Dạ, chứ em không yên tâm mấy. Dạ. Do hai vợ chồng tôi cũng bận rộn, nên tôi có thuê một người giúp việc á, để dọn dẹp nhà cửa với lại chăm sóc cho con nhỏ. Tôi thuê cái cô giúp việc này thông qua một cái ứng dụng tìm người giúp việc ở trên mạng. Cổ làm cho nhà tôi cũng được 3 tháng nay. Nói chung á, là tôi thấy cổ cũng hiền lành, siêng năng nên tôi cũng quý. Em đi chị, đóng cửa cẩn thận nha chị. Dạ. Con ngồi đây nha, bà vô bà làm chuyện chút. Có thể thấy chủ nhà này đã rất cẩn thận khi lắp đặt camera an ninh trong nhà. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở người giúp việc không mở cửa cho người lạ. Thế nhưng khi chị rời khỏi nhà chưa lâu thì đã xảy ra chuyện. Đây là sự vô tình hay cố ý của người giúp việc trước camera an ninh? Cùng theo dõi tiếp quý vị nhé. Ủa? Gì đó cậu? Dạ con giao hàng đó con. À, cậu tìm ai vậy? Dạ đơn hàng này của chị Nguyễn Thị Kim Oanh đó con. À, thì đúng rồi, nhưng mà giờ này cô Oanh không có ở nhà. Chị Oanh nói là con vô trong này giao hàng, xong đợi chút xíu chị Oanh về thanh toán luôn. Tại đơn hàng là giá trị nó lớn đó cô. Thôi để tôi mở cửa. Dạ. Tiền đâu? Chị gì vậy? Tiền gì? Tôi không biết tiền gì hết. Alo. Chị gì vậy? Đừng lên. Đừng có làm gì
anh con bé ra. Đừng im ngay. Bà đừng im ngay. Con ơi. Đừng có hại con bé ra cậu ơi. Bà chỉ chỗ tôi để tiền đi, tôi không hại nó. Tôi không có biết tiền gì, tôi không biết để đâu hết á. Bà ơi, ông sao không? Im. Bà dẫn tôi để tiền đi. Nhanh lên. Ê. Tình huống diễn ra trông có vẻ như người giúp việc đáng thương bị sập bẫy của bọn cướp mạo danh người giao hàng. Nhưng thực chất, đó chính là màn kịch hoàn hảo của băng cướp trước camera an ninh nhằm tạo bằng chứng vô can cho người giúp việc. Mày đó! Ôi! Im không? Ngồi im! Rút! Con có sao không? Con đừng có sợ nha! Thường thì sáng nào tôi cũng đi công chuyện sớm, tầm khoảng 30 phút tới 1 tiếng. Nhưng mà hôm đó khi tôi về tới nhà thì phát hiện là xảy ra chuyện lớn. Tôi vô trong phòng thì thấy đồ đạc bị lục tung lên hết. Bị mất một cái laptop, hai cái điện thoại, iPad với nhiều đồng hồ, trang sức của tôi và mấy chục triệu tiền mặt nữa. Tổng thiệt hại tôi tính sơ sơ cũng khoảng 150 triệu đồng lận. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Con có đau không? Trời ơi! Nó lục tủ lục bộ lấy hết trời trơn rồi. Con, nó có làm gì con không con? Con có sao không? Cô ơi! Bên ra đóng cửa giùm tôi đi Tư! Dạ. Không sao hả con? Nó không làm gì con hết hả? Con không có sợ đúng không? Con có sợ quá, có mẹ về rồi. Có mẹ rồi. Gọi đi nha. Cô ơi con! Con bắt con mẹ cái. Nó lấy luôn cái 10 triệu mà tôi dành dụm mấy tháng nay. Nó ép tôi phải dẫn lên phòng kỹ. Rồi nó lên lầu, nó lục phòng của cô. Nó lấy vàng, bạc, cái gì nó cũng lấy hết trơn rồi cô ơi. Mà... Ngay lúc đó tôi gọi điện trình báo cho công an. Sau khi trích xuất camera xem lại diễn biến của vụ việc, thì phía công an phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, cho thấy là bọn cướp không chỉ có hai tên mà phải có thêm người tiếp ứng thì mới ra tay nhanh gọn như vậy. Nhất là khi tên cướp khống chế dẫn bà giúp việc vô nhà thì chỉ 5 phút sau đã quay trở ra. Làm sao trong cái thời gian ngắn như vậy mà có thể gom hết tài sản giá trị mà tôi đã cất giữ rất là kỹ lưỡng. Rất là may sau đó công an đã bắt được hai tên cướp và lời khai của bọn chúng mới là điều khiến tôi bàng hoàng. Chính bà giúp việc là chủ mưu trong cái vụ này. Bà biết rõ giờ giấc mỗi sáng mà tôi rời khỏi nhà, biết vị trí mà tôi cất tiền với các tài sản khác nên đã bàn bạc với đồng bọn để diễn cái màn kịch bị cướp khống chế để chạy tội. Nhưng làm sao mà qua được nghiệp vụ điều tra của công an? Nghĩ lại tôi còn sợ, vì trước đó đã quá chủ quan, thuê người giúp việc mà không tìm hiểu kỹ nhân thân, còn giao con nhỏ cho bả trông coi. Đúng là bài học nhớ đời. Ơi, sao cứ xảy ra cháy hoài như vậy ta? Cháy căn nguyên căn hộ luôn. Thấy tội quá. Biết khi nào mà chấm dứt vấn đề cháy này. Số ai lạ quắc vậy ta? Nghe thử coi. Alo. Dạ cho con hỏi có phải là số điện thoại của chú Nguyễn Văn Nam ở hộ 130-6B khu phố 4 không ạ?
À đúng rồi, tôi là Nguyễn Văn Nam đây. Địa chỉ đó cũng đúng là nhà tôi đó. Nhưng mà cậu bên nào gọi tôi vậy? Dạ con chào chú, con là Hùng. Con bên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. À, sắp tới là bên con sẽ tổ chức một cái chương trình tập huấn nghiệp vụ cho người dân về an toàn cháy nổ. Thì con thấy cái thực tế hiện nay nó xảy ra nhiều vụ cháy nổ quá, mà nguyên nhân là do sự chủ quan của bà con mình à. Cho nên là địa phương mới tổ chức công tác tuyên truyền, song song với đó là sẽ có chương trình tập huấn thực tế cho từng hộ dân luôn đó chú. À đúng rồi đó, như sáng nay chú đọc báo chú thấy nè, mấy bữa trước cũng đọc báo thấy những cái vụ cháy liên tục xảy ra, mà đâu phải cháy ít đâu, cháy nguyên cả căn nhà luôn, thấy thương tâm quá. Dạ rồi, cái chương trình tập huấn này á là các hộ dân của mình hộ nào cũng phải tham gia hết, đây là một cái quy định bắt buộc. Với lại tổ chức tập huấn lần này á là chương trình rất là chuyên sâu, không chỉ là những cái cách phòng chống cháy nổ không, mà ngoài ra là còn có những cái cách mà để mình ứng phó thoát nạn trong tình huống nguy hiểm nữa đó chú. Nói chung là nó rất cần thiết cho bà con mình, và đặc biệt là không chỉ nói lý thuyết thôi, mà kèm theo đó là sẽ có thực hành tập huấn y chang như thiệt luôn, sẽ có một cái tình huống dàn dựng ra y như một vụ cháy đó để mình thích nghi với nó luôn chú. Ừ đúng rồi, không phải lý thuyết không mà phải thực hành rồi, nữa. Rồi về cái chương trình này á là mình cần phải có thêm một bộ đồ để bảo hộ đó chú à. Ừ. Cái này theo quy định bắt buộc nha, có gì con sẽ gửi bộ đồ đó qua địa chỉ cho nhà chú, và chú đóng chi phí giùm con là 4 triệu luôn nha. Sao lại phải đóng 4 triệu cho cậu? Thường thường mấy cái chương trình tổ chức mấy này đó thì là tôi thấy là chỉ có quảng bá rồi thông tin rồi họp tổ dân phố lại triển khai cho mọi người nắm những yêu cầu, những cái đề phòng thế nào thôi, chứ đâu có vấn đề mà phải đóng phí mà đóng tới 4 triệu nữa cậu. Dạ à, giống như con đã trình bày với chú Nam ở trên rồi đó, tại cái đợt tập huấn này là quy mô và chuyên nghiệp hơn trước rất là nhiều, nó rất là lớn luôn. Vậy là chú cứ yên tâm, cái số tiền mình bỏ ra nó không có phí đâu. Con đảm bảo là sau cái đợt tập huấn này là mình sẽ có đầy đủ cái kiến thức nè, tự chú sẽ nhận ra những cái nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong gia đình của mình, rồi cách thoát nạn trong lửa trong khói nó như thế nào, cách ứng phó với tình huống để tự cứu lấy mình trong những lúc cấp bách. Là vài triệu đồng thôi nhưng mà nó bảo vệ cho được cái sự an toàn của bản thân mình và gia đình nữa. Với lại một phần nữa là con có thấy tên của chú Nam á có nằm trong cái danh sách là đội phòng chống cháy nổ mà ngay tại chỗ mà phường gửi về cho bên phía tụi con, cho nên là tụi con sẽ gửi đồ bảo hộ cho chú nè và tập huấn chuyên biệt cho chú để chú kịp thời ứng phó trước khi mà đội chuyên nghiệp tới luôn. Nó là như vậy đó chú Nam à. À rồi tôi hiểu rồi, thì ra là vấn đề này á, thực tập tại chỗ đúng không? Dạ đúng. Dạ. Rồi những cái lực lượng như tụi tôi là phòng phản ứng nhanh. Dạ đúng rồi. Được học tập kỹ năng cao, chuyên môn cao của đội phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cụ thể, đúng dạ, không dạ, nè? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao tôi thấy nó cũng tốn kém quá cậu. Sao tới 4 triệu lượng cậu có thể giải thích rõ hơn cho tôi được không? Chứ 4 triệu đối với tụi tôi cao lắm á. Dạ con biết chú đang nói tới những cái chương trình miễn phí đúng không? Chứ là hồi xưa đó những cái chú thấy á nó chỉ là tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra nó đơn giản thôi. Còn bà con mình nó nghe qua rồi để đó chứ chưa có biết phải thực hiện như thế nào, quy cách nó ra làm sao, có an toàn hay không. Bởi vậy cho nên mà xảy ra sự cố thật sự á, không biết xử lý như thế nào cho đúng hết. Rồi lúc đó rối rắm lên rồi không biết làm như thế nào, cho nên là quả quại nó xảy ra ngày càng lớn, thiệt hại nó ngày càng nhiều. Cho nên là đợt này con nói chú Nam đó là làm y như thiệt, chuyên sâu, kỹ càng, phân tích, rồi dạy từng cách chi tiết để cho mọi người có thể nắm bắt được và hỗ trợ cho nhau cùng nhau thoát nạn trong những lúc nguy hiểm như vậy. Cho nên là nó chuyên nghiệp hơn những đợt trước rất là nhiều luôn chú Nam. Thì về nói chung là cái 4 triệu này đó là cho cái trang phục cho tụi tôi, là trang phục đó là đập chống cháy đúng không? Dạ, dạ chống. Ờ thì đúng rồi, cái phục trang thì chắc kho đó là không có rẻ rồi, đó chống cháy mà. À tụi tôi lãnh cái đồ đó đúng không? Dạ đúng. À thôi được rồi, chú đồng ý tham gia những ngày này, đăng ký cái trang phục này nha con ha. Rồi có gì con làm danh sách cho chú nha. Dạ rồi, chiều nay con sẽ gửi đồ và gửi giấy mời tham gia tập huấn qua nhà cho chú luôn nha. Ừ rồi, cảm ơn con nhiều. Dạ cảm ơn chú. Sau khi tắt cuộc gọi đó thì khoảng một tiếng sau có một người mặc đồ của phòng cháy chữa cháy đến nhà giao cho tôi cái thùng đồ. Nói thật nha, nghe đóng phí tới 4 triệu thì tôi cũng thấy hơi ngán lắm. Nhưng cái cậu đó nói rất là thuyết phục, tôi lại thấy cũng hợp lý, mà đâu có nghĩ là lừa đảo giờ tinh vi như vậy đâu. Cho nên cậu đó nói sao tôi nghe vậy. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó tôi chịu hỏi thăm thêm bên phòng cháy chữa cháy của tỉnh nè, rồi tôi hỏi thăm bên tổ dân phố nè, thì chắc chắn là tôi không dính cú lừa này đâu. À. Dạ con chào chú. À, con gửi chú đồ bảo hộ, với lại đây là giấy mời tham gia tập huấn nha chú. Đồ này bộ đồ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi chú.
Dạ. Đây. Rồi, đếm lại coi đúng không? Dạ đủ rồi chú. À, rồi, cảm ơn dạ. Cậu nhiều nha. Chú tới nhớ đúng giờ trong giới hẹn giùm con nha. Rồi, rồi, rồi. Cái người tới giao đồ cho tôi đó, họ thu tiền á, họ mặc bộ phòng cháy chữa cháy nè. Rồi ăn nói cũng rất là đàng hoàng, lịch sự. Nên tôi cũng rất là tin tưởng. Thậm chí trong cái thùng đồ tôi khui ra cũng đúng là cái bộ đồ phòng cháy chữa cháy luôn. Nón, áo đầy đủ hết á. Mà giờ nghĩ lại á, tôi thấy lúc đó mình quá chủ quan. Rồi hôm sau á, tôi đến cái chỗ điểm hẹn ngay trước ủy ban luôn. Thì không hề có buổi tập huấn nào hết á. Tôi nghi nghi rồi nha, là chắc có lẽ mình bị lừa rồi. Tôi mới gọi điện lại cái số của cái cậu thanh niên đó. Thì lúc đó không còn liên lạc được nữa. Tôi tiếp tục gọi liền cho cái anh trưởng khu phố. Thì người ta nói đó, không có buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy nào hết. Đồ bảo hộ chữa cháy mà tôi nhận được rất dễ mua ở các cửa hàng bên ngoài, với nhiều mức giá khác nhau. Vậy mà tôi lại dựa vô đó tin tưởng rồi đóng hết 4 triệu cho bọn lừa đảo.